Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức trọi trâu. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Anh Sơn phát hiện trên địa bàn nổi lên tình trạng đánh bạc bằng hình thức trọi trâu. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng không trực tiếp để cá cược tỷ lệ thắng thua mà thông qua tin nhắn trên ứng dụng mạng xã hội. Sau khi thỏa thuận đặt cược, các đối tượng hẹn nhau ở những bãi đất hoang vắng vùng giáp danh để trọi trâu. Để ngăn chặn, công an huyện Anh Sơn đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau nhiều ngày điều tra, công an huyện Anh Sơn đã bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức trọi trâu tại khu vực ruộng thuộc địa phận xã Đình Sơn, huyện Anh Sơn. Tại hiện trường, công an thu giữ hai con trâu đực, 5 điện thoại di động, một xe ô tô tải. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường tổ chức các buổi trọi trâu vào thời điểm tờ mờ sáng ở những khu vực giáp danh các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Nghệ An. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền đối tượng đánh bạc là gần 40 triệu đồng. Hiện chuyên án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý Thị trường về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường vàng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa đã ra quân kiểm tra liên tiếp 4 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh qua đợt kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu có dấu hiệu tội phạm cục quản lý thị trường tỉnh thanh hóa đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định đối với ba cơ sở kinh doanh còn lại vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp điều kiện kinh doanh và nhãn hàng hóa cục quản lý thị trường tỉnh thanh hóa đã hoàn tất hồ sơ vụ việc trình người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định cụ thể các vi phạm được ghi nhận bao gồm cơ sở kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương hiệu vàng nổi tiếng để đánh lừa người tiêu dùng. Ba cơ sở kinh doanh vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp, sử dụng logo thương hiệu của các thương hiệu vàng khác mà không có sự cho phép. Vi phạm về nhãn hàng hóa, không ghi đầy đủ thông tin về sản phẩm như tên sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng. Cụ thể, Cục Quản lý Thị trường đã tiến hành kiểm tra cửa hàng vàng bạc Kim Trung thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại vàng bạc Kim Trung có địa chỉ tại 219 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa đã phát hiện cửa hàng này trưng bày để bán lắc kim loại màu vàng, màu trắng giả mạo các nhãn hiệu lớn như Chanel, Versace, Dior, Christian Dior, Hermes, Louis Vuitton với giá trị tăng vật vi phạm hơn 195 triệu đồng. Căn cứ hành vi vi phạm, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vàng bạc Kim Trung đã bị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt số tiền 205 triệu đồng đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh lắc kim loại màu vàng, màu trắng trong thời hạn 2 tháng, buộc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn hàng hóa. Tại cửa hàng thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hưng có địa chỉ tại tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung đã có hai hành vi vi phạm hành chính, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trị giá tăng vật 67 triệu đồng. Kinh doanh hàng hóa thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định. Hộ kinh doanh này cũng đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phạt 57,5 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu bị buộc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn hàng hóa. Còn tại hộ kinh doanh Đỗ Thị Chi, địa chỉ tổ dân phố Tân Hải, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, hộ kinh doanh này đã có hai hành vi vi phạm hành chính. Trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, trị giá tang vật 178 triệu đồng. Kinh doanh hàng hóa thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, hộ kinh doanh này cũng đã bị phạt tiền 115 triệu đồng. Mới đây, Công an xã Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã kịp thời giúp đỡ một nam thanh niên bị chủ lừa không trả tiền công về nhà với gia đình, phải đi bộ từ Quảng Nam về Nghệ An. Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6, Thượng úy Dương Minh Quốc, cán bộ công an phường Hương Văn đang trực ban thì có thanh niên vào xin nước uống. Qua tìm hiểu, thượng úy Quốc được biết thanh niên này tên Lò Văn E, sinh năm 1994, trú tại Bảo Nam, Kỳ Sơn Nghệ An. Lò Văn E cho biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tháng 4 năm 2023 em vào huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam để làm công nhân đào vàng. Tuy nhiên, sau đó em Lò Văn E bị chủ lừa không trả tiền công và cũng không biết đường về nhà. Không có tiền để đi xe khách, Lò Văn E đang đi bộ, vừa đi vừa hỏi đường từ Quảng Nam về Nghệ An. Khi ra đến Thừa Thiên Huế, đi vào công an phường Hương Văn xin nước uống. Sau khi xác minh, thấy hoàn cảnh của em Lò Văn E rất khó khăn, nên công an phường Hương Văn liên hệ xe hỗ trợ đưa em về quê. Nhiều người dân cũng hỗ trợ em Lò Văn E tiền để ăn cơm, uống nước dọc đường. Đây là trường hợp cơ nhỡ dọc đường về quê thứ ba, qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, được cơ quan chức năng hỗ trợ chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây. Trước đó, ngày 13 tháng 6, Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Lộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ bữa ăn, tiền và bắt xe cho anh THQ, 18 tuổi, chú xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về quê. Tháng tư vừa qua, Quy vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc nhưng bị lừa, không được trả lương nên bỏ về quê. Khi đến địa phận Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, do Quy không còn tiền nên phải xuống xe. Sau khi đi bộ dọc quốc lộ 1A được khoảng 5 đến 7 km, đói bụng và mệt nên ghé vào tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc xin nước uống, được giúp đỡ. Ngày 2 tháng 5, trạm cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc cũng đã giúp đỡ anh LVT, 25 tuổi, chú huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, và chị DTPC, 20 tuổi, chú thành phố Phan Giang, tỉnh Ninh Thuận, là hai anh em cùng cha các mẹ bị cờ nhỡ trên đường về quê cha ở Phú Thọ. Ngày 16 tháng 6, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có văn bản hỏa tốc cầu cứu Bộ Y tế vì loạt lãnh đạo bác sĩ bị C02 Bộ Công an bắt giữ và triệu tập phục vụ điều tra liên quan đến kết quả giám định, điều trị cho bệnh nhân. Văn bản nêu: "Hiện nay tình hình rất cấp bách, không còn cán bộ làm việc, viện báo cáo hỏa tốc và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế để có phương án ổn định nhân lực công tác." Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam nhiều bác sĩ, điều dưỡng của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa để điều tra làm rõ một số việc liên quan đến kết quả giám định điều trị bệnh nhân. Những người bị bắt gồm bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, bác sĩ Hà Ngọc Khánh, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Văn Thành, Lý Thị Hoài Nam và điều dưỡng Lâm Thị Ánh Hồng. Đến ngày 16 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam bác sĩ Lê Văn Hùng, viện trưởng và bác sĩ Nguyễn Thành Công, phó viện trưởng của viện này. Liên quan vụ án, cơ quan công an cũng bắt giữ bác sĩ Bùi Thế Hùng, nguyên viện trưởng và triệu tập ông Nguyễn Thành Quang Nguyên trưởng khoa Kế hoạch tổng hợp kiêm trưởng khoa giám định lên làm việc. Như vậy đến nay đã có 11 viên chức của viện và hai cán bộ đã nghỉ hưu bị bắt giữ và triệu tập để làm việc. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập vào đầu năm 2016 đặt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa có 250 giường bệnh với 7 khoa chuyên môn thực hiện giám định pháp y tâm thần cho 10 tỉnh gồm Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long. Chức năng của đơn vị này là thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố tụng và luật giám định tư pháp, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp y tâm thần, khám và điều trị bệnh nhân tâm thần theo yêu cầu đồng thời, viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa cũng có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo chuyên môn cho ba trung tâm pháp y tâm thần ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.